Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay ngày 15 tháng 12 và ngày mai ngày 16 tháng 12, khối không khí lạnh tăng cường tiếp tục duy trì gió đông bắc mạnh trên nhiều vùng trên biển Đông. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực Nam biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, biển động. Khu vực Bắc và giữa biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mê dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, biển đông mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao trừ tác động của gió mạnh, sóng lớn, cần lưu ý đề phòng. Trên đất liền, một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam và khoảng trưa chiều ngày 16 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi thuộc Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mềm dần lên cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rẹt đầm, rẹt hại. Vào ban đêm và sáng sớm nên nhiệt giảm mềm gây rẹt buốt, trưa và chiều trời hên khô. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 14 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Khối không khí lạnh làm cho 2 phần 3 khu vực Trung Bộ, nhiệt độ giảm thấp dưới 20 độ. Mưa rải rác ở một vài nơi như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Toàn Trung Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết nhiều mây, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 26 độ. Không khí lạnh khiến cho nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên giảm thấp, Tại các tỉnh thành phố khu vực Tây Nguyên trời có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Sau đây là dự báo thời tiết cả khu vực trong tỉnh. Khu vực đồng bằng ven biển, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, trời rét, độ ẩm từ 69 đến 86%. Khu vực miền núi, nhiều mây, đêm không mưa, chiều tối mai có mưa nhỏ vài nơi, gió bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, trời rét, độ ẩm từ 71 đến 98% phần nhiệt độ cả vùng trong tỉnh sẽ kết thúc bản tin dự báo thời tiết của đài phát thanh truyền hình quảng bình cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại